Người xưa rất coi trọng mái tóc. Họ cho rằng tóc là cha mẹ ban cho, không thể làm tổn hại. Nếu không sẽ là bất kính đối với cha mẹ. Ai từng xem qua câu chuyện về kế hoàng hậu Ô Lạc Na Lạp Thị thời vua Càn Long chắc hẳn sẽ biết việc vị hoàng hậu này vì cắt tóc cạo đầu mà khiến nhà vua vô cùng tức giận, đầy vào lãnh cung. Về sau bà trở thành vị hoàng hậu duy nhất của nhà Thanh, không có thụy hiệu sau khi qua đời. Người Mãn lẫn người Hán đều cho rằng cắt tóc nghĩa là ân đoạn nghĩa tuyệt. Đối với vua, nó là một hành động nguyền rủa. Khi xưa, các cặp đôi có lời hẹn ước hoặc kết thành vợ chồng chính là dùng hình ảnh kết tóc để thể hiện sự trung trinh son sắt. Tuy nhiên, là người xuất gia thì bắt buộc phải cắt tóc, đôi khi còn có chấm đen trên đầu. Việc này hẳn cũng là có luận giải riêng của nó. Vì sao hòa thượng cạo tóc, đôi khi còn có chấm đen trên đầu? Thuở xưa, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, từng tự tay xuống tóc cho Tôn giả Ca Diếp và 5 người khác khi nhận họ làm đồ đệ. Có thể thấy việc xuống tóc mang ý nghĩa khá quan trọng đối với người tu hành. Đối với người bình thường, tóc là mối dây kết nối quan hệ người với người. Nhưng Phật giáo lại cho rằng tóc lại là đại diện cho vô số phiền não và thói hư tật xấu của con người. Vì vậy, đối với một người muốn xuất gia, đồng nghĩa với việc muốn dứt bỏ những phiền não và ma tính trong tâm. Đoạn dứt loại tình cảm thân quyến ấy, thì phải cạo sạch tóc, toàn tâm toàn ý tu hành. Hơn nữa, vào thời đó, các tôn giáo ở Ấn Độ rất nhiều. Cạo tóc cũng là một cách để phân biệt người tu Phật với các tôn giáo khác. Sau này, khi Phật giáo bắt đầu truyền nhập vào Trung Quốc, do các loại nghi lễ chưa phát triển, nên người muốn xuất gia chỉ cần cạo tóc và mặc quần áo vải thô như cà sa là được. Tuy nhiên, trên đỉnh đầu, một số hòa thượng lại xuất hiện các vết sẹo do chấm hương tạo thành. Nhiều người nhầm lẫn rằng hòa thượng nào cũng cần phải chấm hương như vậy. Đây là một phần cũng do ảnh hưởng bởi phim ảnh Trung Quốc, diễn cảnh thời Đường, Tống mà cũng xuất hiện các hòa thượng với vết chấm hương trên đỉnh đầu. Phàm là người có chút kiến thức lịch sử về Phật giáo đều cảm thấy vô cùng tức cười. Nhiều người đã bị hình tượng hòa thượng trên màn ảnh lừa gạt. Trên thực tế, vết chấm hương không phải là một nét đặc trưng của Phật giáo. Trong giới luật cũng không quy định vấn đề này. Ngoại trừ các hòa thượng người Hán, thì các tăng nhân thuộc các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc và thế giới đều không có vết sẹo này. Ngay cả người Hán xuất gia trước thời Tống cũng không có. Tập tục chấm hương được cho là xuất phát từ triều đại nhà Nguyên. Có vị hòa thượng tên Trí Đức, sinh năm 1235, mất năm 1322. Vì để thể hiện lòng thành kính đối với Phật Pháp, ông đã dùng hương nóng chấm lên đỉnh đầu, tạo thành các chấm đen. Hành động này được Hoàng đế Hốt Tất Liệt bấy giờ rất tán thưởng. Từ đó, mỗi khi truyền giới, Hòa thượng Trí Đức quy định, người thọ giới Sa Di sẽ chịu 3 chấm hương, thọ giới Tỳ Kheo chịu 12 chấm, giống như một lời thề tuân thủ suốt đời. Theo thời gian, phong tục này đã trở nên thông dụng và được lưu truyền về sau. Nó cũng trở thành biểu tượng cho thân phận, địa vị và cấp bậc. Ví dụ, tiểu hòa thượng mới cạo tóc, trải qua vài tháng huấn luyện tân sinh. Nếu vượt qua một bài kiểm tra đơn giản, sẽ được lão hòa thượng chấm cho một vết đầu tiên lên đầu gọi là thanh tâm. Ý nghĩa vượt qua cửa ải thanh tâm quả dục. Một hoặc hai năm tiếp theo, nếu những hòa thượng này có thể làm được tương đối thanh tâm quả dục, không bị ràng buộc bởi thế tục, chú tâm tụng niệm kinh sách, thì sẽ nhận được chấm hương thứ hai, gọi là nhạc phúc, nghĩa là không tận hưởng phúc lành và lạc thú nhân gian. Nói chung, qua một thời gian tu hành, lão hòa thượng trong chùa đa phần đều được 5 hoặc 6 chấm.
trụ trì của các chùa quan trọng như Thiếu Lâm Tự hay Long Phát Đường thì có thể 8 hoặc 9 chấm, thuộc cấp bậc Hòa Thượng Cao Cấp hoặc Hòa Thượng Đặc Cấp. Tuy nhiên, với những Hòa Thượng được 10 chấm thì không phải ai cũng có thể đạt được. Ngoại trừ Đạt Ma Sư Tổ, Lục Tổ Huệ Năng ra, thì Hòa Thượng có được 10 chấm, không quá còn số nặng. Chấm hương cũng không nhất thiết ở trên đầu, trên thân cũng có thể có. Kỳ thực, chấm hương có thể nói là một hành động khiến thân thể bị tổn hại. Nhưng trong văn hóa Phật giáo, đất người Hán lại rất được ưa chuộng. Người chân chính xuất gia kỳ thực cũng không cần dựa vào những vết sẹo gây tổn hại thân thể này để chứng minh mình một lòng hướng Phật. Có câu mắt thần như điện, lại nói trên độ ba thước có thần linh, không nơi nào là không có thần Phật. Há lại không nhìn ra được một người có lòng tôn kính hay không?